Đây là một câu chuyện có thật xảy ra trong Thế chiến thứ nhất năm 1914. Một binh sĩ Đức không màng đến nguy hiểm tính mạng đối mặt với nòng súng của địch, cầm cây thông Noel, hát bài hát Giáng sinh đi vào trung tâm chiến trường. Hành động liều lĩnh như vậy thì nên đã khiến anh ta mất mạng. Nhưng điều không ngờ đến là, quân đồng minh Anh Pháp đối diện không ai bắn súng. Ngược lại, họ bị cuốn hút bởi giọng hát tuyệt vời của anh ta. Từng người trườn ra khỏi hầm địch để tán thưởng sự dũng cảm của anh ta, thậm chí còn có người cầm sáo để đệm nhạc cho anh ta. Sau khi hát xong bài hát Giáng sinh, binh sĩ Đức không chỉ để lại cây thông Noel, còn chào hỏi kẻ địch bên kia: "Chúc ngủ ngon, người Pháp. Chúc ngủ ngon, người Đức. Chúng tôi không phải người Pháp, chúng tôi là người Anh." Hình ảnh hòa hợp và tuyệt vời như vậy, khó có thể tưởng tượng rằng ban ngày họ là kẻ thù đánh nhau. Sau đó, sĩ quan quân đội Đức cũng đi ra. Rất tốt, đủ như vậy là đủ. Đây không phải là nhà hát Opera Berlin. Đúng rồi, ở đây tốt hơn cả nhà hát Berlin. Vào lúc này, quan chức Anh đã đi tới. Liền sau đó, quan chức Pháp cũng đi tới. Các binh sĩ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Họ đều ngạc nhiên và kinh ngạc. Các quan chức ba bên cùng chào hỏi nhau. Trung tâm chiến trường mở cuộc họp ba quốc gia. Dù sao, cuộc chiến không có kết quả vào đêm nay. Vào đêm Giáng sinh, hãy để vũ khí xuống và không ai sẽ chỉ trích. Đừng lo, chỉ trong một đêm này thôi. Cuối cùng, họ đã đồng ý tạm ngừng chiến đấu một đêm. Có lẽ đây là món quà Giáng sinh tốt nhất dành cho các binh sĩ. Sĩ quan Pháp trở về trại và mang ra rượu vang và ly. Sau đó, ông đổ đầy cho mọi người kỷ niệm sự hòa bình ngắn ngủi này. Chúc mừng Giáng sinh. Đột nhiên không ai biết ai đã phóng một số quả đèn pha. Các binh sĩ cùng nhau hò reo vui mừng như đang thưởng thức pháo hoa. Sau đó, tất cả các binh sĩ không cưỡng lại được bước qua hàng rào dây thép, vượt qua vạch cấm, cùng nhau đi về phía trung tâm chiến trường. Một lính do thám Pháp nằm bên gần hang địch Đức. Lúc này, chúng ta chưa biết đã xảy ra điều gì. Quân Đức không đối đầu với anh ta khi phát hiện ra anh ta. Thay vào đó, họ giúp anh ta đứng dậy với tình thân thiện và rượu ngon. Lúc này, họ không còn là những kẻ thù đang chiến đấu với nhau, mà là một nhóm người bình thường bị chiến tranh tổn thương. Sau đó, họ trao đổi thức ăn và rượu với nhau và chia sẻ những bức ảnh gia đình của nhau, khoe vợ xinh đẹp của mình. Họ trò chuyện về những trải nghiệm thú vị như những người bạn chiến hữu lâu năm. Họ cùng nhau trò chuyện và hát nhép, cứng cỏi biến chiến trường lạnh lẽo trở thành sân khấu của buổi liên hoan. Điều này đã tạo nên trận chiến ấm áp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thời gian hòa bình luôn ngắn ngủi. Khi tiếng chuông báo hiệu rạng đông vang lên, binh lính phải trở lại các hang đá của mình. Trước khi ra đi, họ liên tục quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt quay lại tràn đầy tình bạn và tiếc nuối. Thời gian hòa bình ngắn ngủi này vô cùng quý giá. Sau khi đi qua đoạn đường này, họ lại trở thành kẻ thù. Sáng hôm sau, quân Đức phát hiện một binh sĩ Anh đang đào hố. Họ nghi ngờ người Anh đang lén lút chôn mìn đất. Khi đang do dự không biết có nên bắn súng hay không, một cựu binh Anh xuất hiện với lá cờ của mình. Sau khi hỏi mới biết rằng người lính này chỉ muốn đào hố để chôn cất anh trai đã hy sinh trong trận chiến hôm qua. Lúc này, chỉ huy Anh cũng đến theo sau và la hét mạnh mẽ yêu cầu họ quay về. Hiệp định ngừng bắn đã kết thúc, quân Đức có thể bắn chúng ta bất cứ lúc nào. Hãy nhanh chóng đi. Ngay khi quan chức Anh muốn rời đi, quan chức Đức đã gọi ông lại. Bởi vì hôm nay là ngày Giáng sinh và sinh nhật của Chúa Giêsu, ông đề nghị liệu hôm nay có thể tạm ngừng chiến tranh thêm một ngày nữa không, để những người lính đã hy sinh có thể được nghỉ ngơi trong ngày đặc biệt này. Vì trải qua đêm qua, các quan chức ba nước nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Họ trao nhau thi thể của những người lính đã hy sinh. Người lính Anh thổi tiếng hát buồn để cầu nguyện cho những người đã khuất. Các người lính khác đào hố để an táng đồng đội của mình. Sau khi đám tang kết thúc, các người lính lại tụ tập với nhau mà không phân biệt quốc tịch. Họ ngồi chung trong hố súng để trò chuyện và chơi bài. Một số người không hiểu ngôn ngữ nên cố gắng diễn đạt câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ cử chỉ. Thời gian hòa bình ngắn ngủi đã khiến họ nhận ra, những kẻ thù mà họ thường căm ghét lại thật sự là người có thịt và máu. Bắn bóng. Ba chỉ huy đội bóng động viên cho từng cầu thủ của mình. Cho đến cuối cùng, họ còn trò chuyện về gia đình. Họ hẹn nhau sau khi chiến tranh kết thúc, đến nhà nhau uống trà và làm khách. Lúc này, các binh sĩ không muốn chiến đấu nữa. Họ không muốn để gia đình mình thiếu mất một phần của chính mình. Họ không muốn mang súng lên một lần nữa vào ngày hôm sau để đánh những người bạn mới quen này. Nhưng chiến trường vẫn là chiến trường. Dù họ cố gắng xây dựng một vườn hòa bình riêng của mình, nhưng cấp trên của họ không nghĩ như vậy. Sớm thôi, quan Đức của Đức nhận được tin khẩn cấp. Ngày mai, trại lính của họ sẽ gửi máy bay tấn công vào hang địch. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để chiếm đóng vùng đất này. Nhưng quan Đức đã thực hiện một hành động ấm áp. Anh ta liều mình chạy đến hang địch của quân đội Anh Pháp và cảnh báo về nguy hiểm và mời họ đi vào hầm trú ẩn của mình. Như vậy, binh sĩ của liên quân Anh Pháp đã chuyển đến hang động của quân đội Đức. Không lâu sau, máy bay ném bom của Đức đã đến như đã hẹn. Vị trí trước đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Nghe tiếng pháo kịch liệt vang lên, tất cả mọi người đều sợ hãi và trầm mặc. Nếu quân Đức lần này không để ý, không biết có bao nhiêu mạng người vô tội sẽ chết ở đây. Sau khi cuộc ném bom kết thúc, quân đội Anh cũng yêu cầu họ tự tìm nơi trú ẩn, bởi vì ông đoán rằng nếu quân Đức đã tấn công, trại quân của họ chắc chắn sẽ bắn đáp lại. Và như vậy, tất cả các bên đã rút quân về khu vực của quân đội Anh. Không ngạc nhiên, một cuộc tấn công dữ dội lại xảy ra. Khu vực quân đội Đức bị bao phủ bởi khói súng. Sau khi tất cả những cuộc chiến đã dịu đi, các chỉ huy của ba bên bắt tay nhau để tỏ lòng biết ơn. Dưới sự giao lưu lịch sự này, cuộc chiến này không có bất kỳ thương vong nào. Các binh sĩ Anh thổi tiếng sáo và chơi nhạc chào tạm biệt quân Đức. Không lâu sau đó, các binh sĩ viết thư về nhà, muốn chia sẻ một mùa Giáng sinh tuyệt vời này, nhưng bị các chính trị gia của các quốc gia ngăn cản giữa chừng. Tin tức về việc ngừng bắn trên tiền tuyến nhanh chóng lan truyền đến trụ sở.
Các chỉ huy quân đội của các quốc gia sau khi biết tin đều rất tức giận. Vì vậy, họ đã chỉ định các quan chức mới đến để giám sát và binh lính không dám lơ là. Khi một người lính Đức xuất hiện trên chiến trường, chỉ huy anh ra lệnh bắn. Nhưng ánh mắt của binh lính tràn đầy do dự. Không ai muốn phá vỡ sự hòa bình đã được thiết lập một cách khó khăn như vậy. Dưới áp lực nặng nề của chỉ huy, họ chỉ có thể bắn lên bầu trời để báo hiệu cho người Đức nhanh chóng chạy trốn. Lúc này chỉ huy hoàn toàn tức giận. Ông chỉ định một binh lính cụ thể để bắn, không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Người chỉ huy của quân Pháp đã xuất hiện ngay sau đó. Người bị giết lại là cấp dưới của anh ta. Nguyên nhân là một binh sĩ Pháp được phép về nhà thăm người thân. Mẹ anh ta làm việc nhầm ở Đức. Để giúp anh ta, binh sĩ Đức tốt bụng tặng anh ta một bộ đồ lính của mình, để anh ta có thể an toàn vượt qua tuyến chiến tranh Đức. Nhưng cuối cùng đã gây hiểu lầm và bị quân Anh đồng minh giết chết. Về hành động của binh sĩ, chỉ huy thực sự thất vọng. Anh ta cho rằng những người này không còn phù hợp để chiến đấu ở đây. Vì vậy, anh đã chuyển hết tất cả sang các tuyến chiến tranh nguy hiểm hơn. Và quan chức Pháp ở đây cũng đang bị trách mắng. Chỉ huy Pháp đã lên án hành vi đình chiến của họ là hành động phản quốc gia. Nhưng quan chức và chỉ huy có quan điểm khác nhau. So với những kẻ ăn chơi, ẩn mình phía sau và làm cho chúng tôi lao động vất vả, quân Đức lại đáng yêu hơn nhiều. Chỉ huy quân Đức cũng bị điều động vì hòa bình. Toàn bộ quân Đức bị đưa lên tàu và được chuyển đến nơi lạnh hơn để chiến đấu. Đó là tuyến tiền tuyến tấn công quân Nga, nguy hiểm và hung dữ hơn. Mặc dù tàu sẽ đi qua quê hương của họ, nhưng họ không có cơ hội gặp gỡ gia đình. Sau đó, chỉ huy đã giẫm nát cái kèn của sĩ quan, giẫm nát công cụ giải trí và niềm hy vọng duy nhất của họ. Cuối cùng, anh ta còn nhục mạ chỉ huy một chút. Khi chỉ huy rời đi tức giận, các binh sĩ lại hát lại bài hát Giáng sinh yên bình. Kèn có thể bị giẫm nát nhưng lòng khao khát ý nghĩa của binh sĩ không thể bị giẫm nát. Chiến tranh có thể nuốt chửng cuộc sống của họ, nhưng không bao giờ có thể nuốt chửng hy vọng của binh sĩ về hòa bình. Cuối cùng, đoàn tàu dần xa đi vào chiến trường mới, đối mặt với những điều chưa biết. Bộ phim này dựa trên sự kiện lịch sử năm 1914. Chiến tranh là trò chơi của những ông chính trị gia già, và người trẻ mãi mãi là quân cờ của họ. Không ai sinh ra là thích chiến tranh, tất cả chỉ là tuân theo mệnh lệnh. Họ đã trải qua 4 tháng chiến đấu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, họ được đánh thức bởi một bài hát Giáng sinh mang lại sự tốt lành và đẹp đẽ. Chiến trường tàn khốc có thể xóa sạch nhân tính, nhưng tiếng gọi của lễ hội lại khiến con người nhớ về sự ấm áp của hòa bình. Sau khi trải qua vẻ đẹp của hòa bình, không ai có lòng tàn phá nó, nhưng không ai có thể thoát khỏi sự điều khiển của những kẻ chơi cờ. Cuối cùng, họ lại bị đẩy vào băng ghế lạnh. Dù thời gian tuyệt vời chỉ ngắn như sao băng bay qua, nhưng những pháo hoa trong khoảnh khắc đó đủ để chiếu sáng cuộc sống u ám của